Nếu mà bác nào đang bí bí tiền và muốn mua một chiếc TV để mà chúng ta xem tạm trong dịp bóng đá này hoặc là xem trong dịp Tết này, à, thì mọi người có thể tham khảo mẫu Sony X75K, giá cũng rất là rẻ, thậm chí là cũng không lệch bao nhiêu so với lại một số các thương hiệu rẻ ở trên thị trường, rất rẻ luôn. Và cấu hình của model này thì cũng có một vài những điểm rất đáng chú ý cụ thể là đối với dòng X75 mặc dù không phải là một chiếc TV siêu phẩm, không phải là một chiếc TV ở phân khúc tầm trung, mà nó chỉ là một chiếc TV ở phân khúc thấp của Sony thôi. Tuy nhiên thì thấp của Sony nhưng vẫn cao hơn các hãng khác khá là nhiều. Đặc biệt là các thương hiệu mới, các thương hiệu rẻ mà vừa mới về Việt Nam. À, cụ thể thì X75K này thì ngoài cái độ phân giải là 4K à, rồi thì à, là một chiếc smart TV sử dụng Google TV có thể tải được rất nhiều ứng dụng và sử dụng một cách tiện lợi thì đã đành rồi. Nhưng mô đen này nó có một vài những cái thú vị như này. Thứ nhất là mô đen này nếu để mà nói về cái độ bền ấy thì dòng X75 này cũng tương đối được xếp vào trong top của những chiếc TV khá là bền. Tại vì là thật ra thì model đen này nó không có quá nhiều công nghệ về hình ảnh. Một trong những điểm cũng khá là tích cực tức là đối với sony ấy, thì nếu như mà quá nhiều công nghệ thì chúng ta phải biết cài đặt và sử dụng nó phù hợp cơ chứ còn nếu không thì nó khá là kích cho màn tức là màn sẽ hoạt động gần như là tối đa công suất cả về độ tương phản độ sáng rồi độ sắc nét tất cả những cái thứ đó thì làm cho màn hình của tv của chúng ta gần như là nó sẽ bị kích rất là cao và cái hiện tượng mà có thể dẫn đến hư hỏng hoặc sau này có thể kẻ man hoặc là bị ảnh hưởng đến màn ấy là có thể, đúng ạ. Đấy là đối với những lúc đầu mà chúng ta chưa biết cài đặt. Thế còn tất nhiên đối với sau này khi mà chúng ta đã biết cách cài đặt rồi thì biết cách sử dụng hợp lý rồi thì nó cũng đỡ hơn. À model X75 này thì nó không có công nghệ gì cao cả nên là nếu theo một cái cách gọi là khách quan nhất thì nó sẽ tương đối là cũng gần như là sẽ được gọi là bền hơn so với lại các dòng Sony khác. À, đấy đấy là về lý thuyết. Cái thứ hai nữa là model này cũng rất là kín mọi người có thể thấy rằng là toàn bộ phía sau của nó thì gần như là nó cũng không có những hệ thống tản nhiệt mà quá lớn, nó chỉ có một điểm duy nhất mà em chia sẻ đó là model này thì cái cái khung năm nay gia công ở Việt Nam ấy, thì giữa cái khung nhựa với lại cái phần màn hình ấy thì nó có một cái khe cũng không được khít lắm, thực sự là có vẻ như vậy mà không phải là do không biết là phải là model nào cũng thế hay không nhưng mà trên một số những model mà em quan sát thì cái độ khít giữa màn với khung thì nó cũng chưa được hoàn toàn là khít như mong muốn thì ở phần này thì em vẫn khuyên khán giả rất nhiều rồi tức là chúng ta không nên bóc bốn cái băng dính ở model này ra à, tốt nhất là chúng ta nên dán lại một cách chắc chắn và để hạn chế tối đa được những cái phần mà ẩm trong quá trình chúng ta vệ sinh hoặc là do thời tiết ẩm ướt à, nó có những giọt nước nó chảy vào trong những khe này mà chảy từ trên xuống dưới thì rất có thể làm cho các màn bên trong bị chập dẫn đến các hiện tượng như là kẻ màn hoặc là sóng màn hình à, model này mặc dù ở phân khúc rẻ nhưng nếu so với lại các thương hiệu khác ấy, các thương hiệu rẻ trên thị trường ấy thì uh, model này vẫn có lợi thế hơn ở một số điểm như sau thứ nhất là về con chip của Sony thì chúng ta không có gì phải bàn cãi cả độ sắc nét của chip Sony hiện tại bây giờ đang là đứng đầu thế giới về cái, cái sắc nét và cái xử lý rồi và cái hai nữa là cái hệ màu của Sony nhé cái hệ màu của sony ở trên những model như này thì thường chúng ta thấy rằng là cái hệ màu rất là thật. đấy là một trong những cái điểm mà chúng ta sẽ thấy nó khác ngay. nếu như đặt cạnh những chiếc tv giá rẻ khác, chúng ta sẽ thấy rằng những hệ màu đó có thể là sẽ hơi lẻ lẹ lẹt hoặc sẽ không thật. nhưng mà đối với hệ màu của sony thì rất là thật. một cái điểm nữa cũng rất là tốt đó là cái công nghệ hlg. mặc dù là samsung, sony, lg đều có. tuy nhiên nếu như công nghệ này ở trên tv sony chúng ta thấy rằng là nó đọc được cái tín hiệu truyền hình khi mà chúng ta thu qua vệ tinh ấy, thì nó vẫn đạt được cái độ chính xác về hình ảnh và cái độ sắc nét vẫn tốt hơn so với lại một vài các thương hiệu khác. Đặc biệt nếu như mà đối với những thương hiệu rẻ ấy, thì họ sẽ không có công nghệ HLG này đâu. À, mọi người cứ để ý mà xem sẽ không có. Thế còn tất cả các phần liên quan đến độ sáng HDR hay là một số các yếu tố liên quan đến xử lý chuyển động các thứ ấy thì không nói. Cái đó thì nó cũng là những cái hỗ trợ để cho màn hình tốt sáng hơn này hoặc là hỗ trợ cho cái quá trình chuyển động nó mượt hơn tuy nhiên thì cũng không không nặng nề cũng không lạm dụng quá vì cái phần này là những phần cài đặt nâng cao em cũng đã chia sẻ rồi nếu như mà chúng ta để mắc quá tất nhiên là về tuổi thọ lâu dài nó cũng không tốt lắm à, và kết nối của model này cũng khá đầy đủ luôn à, nó khác với lại model x75 ngoái thì thì model này năm nay nó đã cải tiến hơn rất nhiều với những cái ví dụ như là dễ dàng bắt bluetooth hơn hoặc là đối với kết nối với điện thoại iphone thì năm nay cũng có apple 2 để mọi người có thể là à, dễ dàng sử dụng để kết nối rồi và đặc biệt là năm nay giao diện thì vẫn là cũng chạy là google tv à, model năm ngoái x 75 thì chỉ chạy giao diện là android thôi đúng không ạ thế năm nay thì nền tảng là android nhưng mà giao diện thì đã là google tv rồi nó cũng khá là bắt mắt hơn đúng không ạ dễ sử dụng hơn À, và giá ngày hôm nay thì cũng rất là đặc biệt Mọi người nhé à, Rất là mong mọi người sẽ luôn luôn đăng ký Và ấn chuông để mọi người cập nhật những chương trình mới nhất của em à, Giá này thì em sẽ chỉ chạy trong một vài ngày thôi à, Em nghĩ rằng nó sẽ sốc đấy à, Tuy nhiên thì số lượng và thời gian chạy thì em cũng sẽ có hạn chế Nên là rất mong mọi người sẽ luôn luôn cập nhật kịp thời à, Những video này à, Giá ngày hôm nay thì model 43X75 nhé Em sẽ bán với giá là 8 triệu 800 nghìn Uh, 50x75k Giá là 11 triệu 400 nghìn Và 55 inch 55 inch là 11 triệu 600 65 inch giá rất là sốc này 65 inch giá là 13 triệu 800 nghìn Đây là dòng x75k Tất nhiên giá này thì sẽ có hai nguyên tắc mà mọi người nên nhớ của em này Thứ nhất là đây là hàng là nguyên hộp đã đành rồi nhưng mà hàng này là hàng chưa kích nhá. À, như hôm trước em vừa chia sẻ một video đó, đó là Sony vừa rồi đã bắt kích hoạt tất cả các model mà trong cái ngày 27 28 tức là trước cái tháng trước ấy thì bắt buộc là phải kích ở một số các model mà để tồn kho quá 6 tháng rồi thì là bắt đầu phải kích trong giai đoạn đó rồi. Còn đen này của em là đen mới về và chưa kích. Mọi người dùng thoải mái trong vòng 1 đến 2 tháng thì em mới kích là chuẩn bình thường. đâm ra là lúc đó thì bắt đầu mới cộng 2 năm nhá. Và hàng là hàng nguyên hộp rồi đó thì mọi người để ý của em. cái còn uh, model đen này nếu như mà trưng bày thì nó cũng không hay lắm, tại vì là em vừa nói ban đầu ấy, cái khe hở của cái màn hình này nó cũng ở phía trước, ấy. năm nay nó cũng không được quá là 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 tròn vẹn đâu, nó cũng vẫn hơi bị hở một chút, nên mọi người lưu ý cái chỗ này. nên tốt nhất là là mua cái hàng nguyên hộp nguyên thùng mà chưa sử dụng, thì uh, chúng ta dán băng dính ngay từ đầu ấy thì nó sẽ đảm bảo hơn đó đó là đó là giá của của ngày hôm nay và chúng ta sẽ chạy trong một vài ngày tức là em sẽ chỉ chạy trong khoảng hai ba ngày thôi à, rất là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh à, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.